Giới thiệu đến các bác, em để mấy cặp loa bu dòng 301C2 đây cho các bác xem. Cho các bác xem là bu nó đây nhá, trong mấy đôi này em chọn ra mấy đôi để cho các bác thấy cái sự khác nhau một chút chút của cái dòng 301C2. Bu thì những cái dòng 301 người ta sản xuất nhiều những cái năm khác nhau, 77, 82, 83, 88, nói chung là nhiều. Bởi vì cứ hết thì người ta kiểu tái sản xuất ấy. Cho nên là có khả năng là mỗi năm, mỗi đời nó có một chút gọi là thay đổi một chút. Đấy, thì đầu tiên nhá, các bác sẽ thấy là 301C2 ấy, thì có cái đời này, cái keo của cái rốn này nó rất là to. Đấy. Đấy, nhưng mà có đời keo rốn nó rất là nhỏ. Đấy. Đấy. Đây, này nhỏ. Nhỏ là nó giống kiểu C3. Đấy, như con này cũng to này. Đây là keo zin các bác nhé. Đây là keo zin hoàn toàn zin hết. Đó, đây là zin nhé các bác nhé. Quay này để cho các bác thấy là cái sự khác nhau. Đấy, đây là cái thứ nhất này. Đấy, cái thứ hai là các bác sẽ nhìn đến loa trung và loa tép. Như cái đời này trung tép, đấy của dâu. Đây là theo cặp này. Nhưng em này trung tép, lại của dâu, nó vẫn là 301C2 nhá. Đấy. Đấy là cái nữa nhá. Đấy, cái nữa là như này. Cái đời này à, có dâu, không dâu, nhưng mà từ có bọc từ. À, bọc từ. Nhưng mà đời này không dâu. Đấy, nhưng mà lại không bọc từ. Đấy là theo đời. Đấy. Và đằng sau tem của nó cũng có những cái đời nó khác nhau. Đây đơn cử nhá. Cái loại tem này thì các bác sẽ thấy nó khác nhau này, vẫn là 301C2 dòng monitor. Cái tem nó lại bao hết cả cái phần cầu đầu loa. Nhưng em này tem lại không bao cái phần cầu đầu loa. Đấy, cái này theo một đôi. Đấy, tức là nó sản xuất khác nhau. Rồi đây nữa, tem loại này thì khác hẳn. Đây. Đấy, thì các bác nhìn nó khác nhau. Và cái dòng này thì nó lại là Canada. Đấy, còn bọn này thì nó là dạng Mexico. Dòng này là dòng Mexico. Còn dòng này là Canada. Và đây, các bác nhìn này, những cái năm người ta tái sản xuất 75, 77, 82, 83. Đấy. Tức là nó sản xuất phụ thuộc vào cái nhu cầu của thị trường. Đấy, chia sẻ thêm các bác một chút để nhận biết về dòng bô. Đấy, đặc biệt là bô 301CD2. Em đã có bài review giới thiệu cho các bác rất nhiều những cái dòng này rồi, kể cả 301CD4. Nhìn trên hình này thì kể cả thợ thì cũng không thể nào mà gọi là phán được là hàng xịn hay hàng gì. Nhưng mà cái hàng 301C2 thì trộm vía là nó là cái dòng ít bị hàng phách. Hàng phách nhiều thì là cái ông này là bị hàng phách nhiều. 301C4 này, cái công nghệ làm 301C4 ấy, nó làm công nghệ nó làm đơn giản hơn. Đấy, nó dập khuôn đầu tư dây chuyển công nghệ nó đơn giản hơn thì nó thu hồi nhanh. Và cái sản lượng, cái số lượng bán 301C4 nó cũng nhiều hơn 301C2. Và cái hình thức 301C4 nhìn nó bắt mắt, nhìn nó hiện đại này, như đôi em đang treo. Do đó thì nó cũng doanh số nó bán cũng khủng hơn. Và cái ông Trung Quốc là ông ấy sẽ nhái những cái gì mà bán được nhiều. Đấy, thì ông sẽ bán cái đấy. Đấy, giới thiệu qua các bác để biết nhé. Cho nên là các bác nhìn các bác sẽ đấy. Đấy, đây là cái keo rốn này. Và thường thay là người ta sẽ thay cái gân, chứ không khi thay rốn. Rốn thì không ai thay cả, trừ khi nó bị rách hay nó bị gì thôi thì mới thay thôi. Chứ còn bình thường người ta chỉ có thay là thay cái gân này thôi. Đấy nhá các bác nhá. Do đó thì các bác sẽ phân biệt. Đấy, đời keo rốn to. Đấy. Nếu mà anh em nào tham khảo ở trên trang YouTube, có những cái hãng người ta sản xuất loa, người ta có một cái máy, xong rồi cái màng loa này, người ta có một cái xi lanh, người ta bơm keo ra, cái màng loa nó xoay quanh, nó bơm keo xong rồi nó có một cái hút, nó hút cái đầu rốn nó đặt ra. Thì có cái loại keo nó đấy, như cái loại đời này keo rốn bé xíu, đời này keo rốn to. Nhưng đây là zin nhé, zin 100%. Quay lên này thì có những anh em biết, có những anh em không biết.
Nhưng mà cả nghìn người xem thì sẽ có những em hiểu biết, và có những em nào chưa biết thì hôm nay mình mở mang thêm, chia sẻ thêm cho các bác. Đấy, mộc mạc là nó như này. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.